아빠가 이쪽에 잠깐 여기서 이 분위기가 좋아서 그런데요. 한 10초 정도 막 고 말만 해주시면 될 것 같아요. 아, 오케이. 오케이. 아, xin I speak in Vietnamese first. Okay, okay. Xin chào các bạn, mình là Si Quách đến từ trang web học tiếng Hàn trực tuyến tiếng Hàn 123.com. Thì hôm nay mình đến mình giới thiệu đến các bạn một cái nơi rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, đó là Andong. Andong, và mình có đến gọi là một cái làng rất là nổi tiếng ở đây là Haehoe. À, Haehoe. À, một làng cổ 600 years. Sáu trăm năm ha. Thì đây là hôm nay là mình ở homestay, ở một trong những ngôi nhà rất là cổ ở đây, và cô này là cô chủ. Hello. Yeah. 안녕하세요. Yeah. 안녕하세요. Thanks. Yeah. 설레기 씨 아까 제가 Don't be shy. 부끄러워하지 마시네요. 제가 없을게요. 요 안동하의 마을은요. 예. Yeah. 세계 문화 유산으로 지정이 됐고요. Mm-hmm. 세계적인 마을입니다. 예. Yeah. 예. 그리고 저기 유명 엘리자베스 여왕. 예. Yeah. 예. 다녀가시고. 오바마. 오바마 대통령도 yeah. 다녀가셨습니다. 예. Yeah. 예. 이 마을을 참 아름다운 yeah. 곳이에요. 예. Yeah. 한번 예, 다음 뭐 여러분 소개해 주세요. 예. Yeah. 예. 아름다운 곳입니다. 예. Yeah. Yeah. Yeah, 감사합니다. And các bạn biết không, đây là Si Quách rất là may. Si Quách được ăn táo ha của Made in Korea. Và cái này là chắc này là mận của cổ làm. You do it by yourself, right? Right. Okay. Rất là ngon. Và đây là bạn, my friend from Korea. Thanks to him, then I'm very lucky. I can come here. Thank you.